Con coi đủ chưa? Dạ đủ rồi ba. Vậy giờ ba qua bên kia để ba rinh đồ cho người ta. Dạ. Nè, có gì gọi ba nha. Dạ ba cứ đi làm đi. Chị ba, hôm nay bán được không chị? Bữa được bữa cái em ơi. Bữa được thì cũng không đủ ăn. Bữa không được thì cũng không có gì. Để mai mốt em phụ chị được gì thì em sẽ phụ. Chứ bán như vậy còn không đủ sống nữa, thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Hồi sáng em có bán được một mớ cá nghe chị. Có thêm được rổ cá của em, kiếm thêm có vài chục ngàn cũng đâu có ít gì. Thì em vẫn không tìm được việc làm. Nếu có thì em đã đỡ đần cho chị rồi. Thôi, em cũng chỉ vừa mới ra, từ từ hắn tính. Rau ngon quá em. Dạ. Lấy chị bỏ nha. Mua rau đi chị. Mày nhớ mặt tao nha mày. Đừng có mà xen vô chuyện của người khác. Một lần nữa là tao giết chết mẹ mày nha mày. Thôi đi. Trời ơi, em có sao không vậy? Em có sao không? Sao con? Ủa sao mày đắc dữ vậy? Mới đi tù về, ân quán giang hồ gì đó. Đắc vậy chết nhỏ rồi. Thôi mày đi chỗ khác đi. Ở đây chưa bao giờ mà đánh nhau kiểu vậy hết á. Còn tới đây làm phiền người ta không à? Trời ơi, bị giang hồ đánh đó. Em có sao không vậy? Thôi đi đi chú ơi. Để đây cho bà con buôn bán làm ăn nữa. Thôi đi chú, từ đó tới giờ ở đây có cái chuyện gì đâu. Tự dưng lại đây có chuyện vậy hả? Trời ơi, có tội nghiệp nhỏ không? Đang buôn, đang bán hả? Tự nhiên tới phá hả? Thôi, đi về đi, giải tán đi. Vũ à. Dậy, trời đất ơi. Dậy. Mày dậy không? Dậy. Gì ba? Tao kêu mày dậy đó. Giờ này mày còn ngủ là sao? Đi kiếm việc làm đi. Dậy đi kiếm việc làm đi nghe chưa? Tối ngày cứ nằm một chỗ. Mày có bị liệt không hả? Mệt quá. Có chuyện nữa ba nói hoài. Điếc đầu điếc đít quá. Mày muốn tao không nói tới cái mặt của mày á thì mày lo mày đi kiếm tiền đi. Từ nay về sau tao sẽ không lo cho mày một cách nào nữa hết á. Mày lo mày kiếm ăn đi. Lớn khùng rồi, rốt cuộc đi ra ngoài đường làm cái chuyện tào lao. Thiên hạ người ta tới đây người ta mắng vốn tao. Mắng nhục. Ba nói hoài vậy? Ba đẻ tôi ra làm gì không biết nữa. Cái nhà gì mà nghèo? Nghèo kiết xác luôn á. Nhà này nghèo. Nghèo là tại mày á. Chứ ở đó mà than thân trách phận. Tao nói một lần cuối cùng kìa. Đi kiếm việc mà làm đi nha. Còn mày không kiếm việc làm á thì mày muốn đi đâu mà đi. Tao không có chứa nữa đâu. Ngủ chút cũng không yên nữa. Được rồi, để tao đi cho khuất mắt mày đi. Đi đâu đi đi. Đừng bao giờ trở về nghe chưa. Bà ơi, hồi đó bà đẻ tôi ra, sao mà nhà khổ quá vậy? Sao bà không bóp cổ cho tôi chết luôn đi chứ rồi? Nuôi tôi lớn gì cho tôi khổ vậy trời? Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Hả? Mày đi đâu mày đi luôn đi nha. Đừng bao giờ mày lén phén trở về căn nhà này nữa nha. Đồ thương bất dạy. Không có dạy tôi ngày nào đâu mà mất. Mày. Sơn ơi Sơn. Chị ba. Lên đây em. Ngồi xuống đây chị nói nghe nè. Em còn đau hả? Để chị đi lấy dầu nghe. Chị ba, em không sao đâu. Chị ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây chị nói nghe nè. Có chuyện gì vậy? Chị cứ từ từ nói. Chị mới vừa gặp chú Kiệt. Chú Kiệt bạn của ba đó, em nhớ không? Bây giờ á, ổng làm thầu xây dựng. Nè, phụ hồ bây giờ á làm cũng được 150 một ngày. Để chị dẫn mày qua gặp ổng, rồi chị năn nỉ ổng coi ổng có nhận mày không ha.
Em chỉ sợ mất công thôi. Em mới ra tù mà, mất công người ta lại nghĩ mình ăn cắp đồ của họ. Cái thằng này, mất công cái gì mất công. Chị em ruột rà mà mày nói chuyện như người dưng vậy. Thì mình cứ đi xin thử, biết đâu á ráng năn nỉ, ổng tội nghiệp, ổng siêu lòng nhận mình thì sao? Nếu mà được nhận thì em hứa sẽ làm việc đàng hoàng, không để chị mất mặt với người ta đâu. Cố lên, chị tin em mà, ông trời á sẽ không phụ những người hiếu thảo như em đâu. Ở đó cứ chửi cho chửi hoài, cái cụ lao đồ nghèo chết mẹ. Tôi đang kiếm cách biến khổ chỗ này nè. Chửi tôi đi, tôi đi luôn cho biết. Tối ngày chửi hoài càm ràm, mai mốt hả tôi đi mất luôn cho khỏi kiếm mà chửi. Mẹ mày, chết mẹ tụi bay hết đi. Biểu điều tra cái chuyện có chút xíu hà, cũng không xong nữa là bằng cái con mẹ gì. Dạ, con xin lỗi chú. Xin lỗi cái đầu tụi bay. Lo điều tra cho tao, bỏ chết cũng phải moi cho được thằng nào đã dám đụng tới con gái của năm xe ben này. Hiểu chưa? Dạ. Đi, đi, ra ngoài hết đi. Mày có bắt không mày? Hả? Mày chết mẹ mày nghe mày. Thôi bỏ đi anh tí, bỏ đi anh tí. Dạ thưa chú. Dạ thưa chú. Sao rồi? Tin tức chuyến hàng sao? Nói nhanh cho tao nghe coi. Dạ. Dạ vẫn chưa. Chúng tôi đang điều tra chỗ nó cất hàng. Làm ăn như tụi bay á thì biến khỏi mẹ cái giới giang hồ này đi. Đừng xưng cho đại ca làm cái gì cho nó nhột. Chuyện chút xíu như vậy mà làm cũng không có xong. Xòe tay lấy tiền bảo kê làm cái gì? Dạ chú Năm bớt giận. Anh Tiến mấy bữa nay cũng lùng sục dữ lắm. Thiệt tình là bọn ta mặt quỷ trong bóng tối, còn tụi con thì ở ngoài ánh sáng. Sao chơi lại tụi nó? Ngu thì nói mẹ nó ngu đi, ở đó mà còn chở che cho nhau nữa. Tụi bay có biết chuyến hàng lần này là giá trị lắm không? Danh dự của tao, rồi còn là vốn liếng của cả đại ca bảy đá của tụi bay nữa. Dạ chúng tôi biết, coi như đây là bài học của chúng tôi. Nhưng chú yên tâm, thằng Tâm mặt quỷ nó lấy của chúng tôi một, tôi bắt nó phải trả bằng 10. Nó không thoát khỏi tay chúng tôi đâu. Khôn hồn, tụi bay tìm cách lấy lại số hàng đó cho tao. Tao bỏ qua không nhắc tới chuyện đó nữa. Bây giờ đã gấp lắm rồi, tao cũng không cần biết tụi bay làm bằng cách nào. Nếu không có hàng á thì tụi bay phải hiểu tại sao biến khỏi cái cù lao này. Nghe chưa? Dạ tôi biết. Dạ con đi. Anh ơi, có chú Kiệt ở đây không vậy anh? Chú Kiên ơi, có người tới kiếm kìa. Rồi rồi nghe. Con chào chú. Ủa, ba lành đó hả? Dạ. Ủa con đi đâu đây? Bộ muốn đổi nghề làm nghề trộm hồ nữa hả? Lúc này buôn bán bộ ế lắm hả con? Dạ đúng là con tìm chú, có việc muốn nhờ chú. Nhưng không phải cho con mà là cho em con. Tưởng đâu là con thì chú nhận chứ, thằng Sơn này thì chú không nhận đâu. Đừng có buồn chú. Thằng Sơn này á thì nó nổi tiếng là bẻ khóa và làm khóa. Mà lỡ làm công trình này vừa xong mà nó có chùm chìa khóa là chết chú luôn á. Chú nể tình con, nể tình ba con. Chú nhận nó đi nha. Từ bữa tới giờ nó đi đâu cũng bị người ta từ chối hết á. Con biết chỉ còn có mỗi chú là hãy đi chùa làm phước. Trời ơi, đã biết là không có chỗ nào nhận nó rồi, còn đẩy nó qua đây nữa. Đã nói không là không, phiền dữ lắm. Chẳng thà nói thẳng mất lòng trước, chứ để sau này á là cháu lại trách chú nữa. Con cũng hết cách rồi mới tìm tới chú. Nó là em con, gia đình con khổ quá à, nên em con muốn tìm việc để phụ giúp gia đình, chứ không có ý gì phải làm cho chú Kiệt khó xử. Dạ thôi chú, con biết là ai cũng xa lánh con,
vì con mới ở tù ra. Nhưng mà gia đình của con đang thiếu nợ, con chỉ muốn xin việc làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Con chỉ muốn giúp má con, chị ba con và lo cho hai cháu. Nhưng không ai cho con cơ hội hết. Chẳng lẽ ở tù ra là chỉ còn con đường cùng? Nếu biết như vậy, thà con ăn cơm tù còn hơn, chứ sống như vậy nhục lắm chú à. Sơn, bình tĩnh đi, em đi đâu vậy? Bình tĩnh đi em. Chị à, thà em vào tù còn sướng hơn, chứ sống như vậy nhục nhã lắm. Sơn thôi, à. Thôi, 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 được rồi. Thiệt tình tụi bay làm tao khó xử quá. Tao nhận nó được chưa? Chú nhận thiệt hả chú? Còn không mau cảm ơn chú Kiệt đi em. Dạ con cảm ơn chú Kiệt. Nè phụ hồ á thì mày biết rồi đó, làm hơi cực đó nha. Làm hết ngày á mới được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật á nhiều khi cũng phải làm nữa. Một ngày chú trả cho 150. Còn nếu mà tăng ca đổ bê tông á thì chú trả thêm cho 100 ngàn. Còn làm đêm 6 tiếng á thì 150 nữa. Chịu chưa? Dạ vậy là quá tốt rồi. Dạ, chú. Dạ cảm ơn chú. Thôi dạ, làm đi mấy cha ơi. Cái gì con cũng làm hết, miễn sao có công việc làm là được rồi chú. Dạ chú, bây giờ con làm luôn nha chú. Được rồi, nhưng mà làm á thì phải làm cho đàng hoàng á, đừng có làm mất mặt chú đó nha. Dạ. Nè bây giờ vô phụ xúc cát vô trong đi rồi chú chỉ cho thêm. Dạ dạ chú yên tâm đi, con làm liền. Nè chỉ cho thằng Sơn công việc đi, nhanh lên cho nó phụ đi. Rồi, con xúc cát đi. Ráng làm nha con. Dạ dạ làm liền chú. Chị về đi, em làm được mà. Ráng lên nghe em. Dạ. Má, má ơi. Má ơi má. Má mở cửa cho con đi, trả chìa khóa phòng cho con. Má. Mợ, mợ cho con ra ngoài đi. Không được đâu con, chết mợ liền luôn á. Sao mà ra được? Chứ không lẽ nhốt con ở trong đây như nhốt khỉ vậy hả? Trời đất ơi, bây giờ đưa con chìa khóa phòng, không chỉ mợ chết thôi mà cậu còn chết nữa. Con không thương mợ hả? Nếu nhốt con trong phòng luôn á, vậy con không ăn uống gì đâu. Thôi mà, nè, uống sữa cho mợ vui đi. Uống thôi, đi. Con uống không có sữa đâu. Con định tiệc thật thiệt hả? Nè, làm cái gì cũng lo sức khỏe, con biết không? Uống sữa cho mợ đi. Trời đất ơi, rồi không ăn uống gì hết luôn á. Không ăn thì thôi, để mợ đem xuống. Khổ ghê á, con uống sữa đi nghe chưa? Để nó hôi phòng. À, mợ, 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 mợ. Cái gì nữa? Con nói nghe nè. Hả? Con uống sữa hả? Dạ không, mà mợ giúp con một chuyện nha. Ờ, chuyện gì? Mợ có thương con không? Nhỏ này, hỏi vậy cũng hỏi nữa. Mợ là thương con nhất rồi đó. Vậy mợ giúp con một chuyện nha. Ờ. Hả? Không được đâu con. Được. Nè, mợ nhìn đi. Mợ làm được là được. Ờ, thì... Nha. Được. Con. Dạ chú Kiệt. Chú kêu con làm gì chú? À không, con làm tốt lắm. Ráng đi, theo chú mai mốt có cơ hội chú chỉ cho. Làm nghề xây tường lát gạch á, lúc đó lương mới cao. Dạ cảm ơn chú. Đại Sơn, gặp tao chút. Đi đi mày, tao đang làm việc. Đi đi. Thôi, cũng hết giờ rồi, nghỉ trưa luôn đi. Dạ dạ. Đi. Nghỉ trưa đi anh em. Gì vậy? Sao biết tao làm ở đây chị? Vì ba là nói. Sao tự nhiên mày đi làm hồ vậy? Có tiền trả nợ không? Nè, mày lại đây nói chuyện đàng hoàng, tao nói chuyện với mày. Còn không mày biến, tao đi làm. Nè, tao có 5 triệu, mày cầm đỡ đi trả nợ đi.
Lần này là tiền của tao, chứ không phải là của ai hết. Tiền lần trước tao đưa tụi nó trả, tụi nó giảm nhiệt liền thấy không? Tao có xin tụi nó rồi, trả góp mỗi tháng 10 triệu. Cái gì 10 triệu? Tiền này ở đâu ra? Mày hỏi làm cái gì? Tao nói mày nghe, mày là bạn của tao, mày đã giúp đỡ tao rất là nhiều lần rồi. Tuy có nhiều đây không có nhiều gì, nhưng mà mày ráng gom cho đủ 10 triệu đưa tụi nó. Còn nếu không đủ á, tao sẽ ráng kiếm thêm đưa mày. Tao hỏi mày là tiền ở đâu ra? Sao mày hỏi nhiều quá? Có tiền thì cứ nhận đi. Nếu mà mày không muốn mang tiếng nhận không á, thì coi như là tao cho mày mượn, không có tính lãi đâu. Muốn mượn tới khi nào thì mượn. Ở cái đất cù lao này của mình mày chơi với tao à? Mình là bạn bè mà. Tao khẳng định với mày, nếu như đồng tiền ăn cắp ăn trộm á, thì một cắc tao cũng không lấy. Tao có nói với mày tiền là tiền ăn cắp ăn trộm hay không? Tiền là của tao, mà tao cho mày mượn, chứ có phải cho mày luôn đâu. Thôi được rồi, tao tính lãi mày luôn. Mai mốt á, trả cả vốn lẫn lãi cho tao, được chưa? Cho mượn còn phải năn nỉ nữa. Nè cầm đi, cầm đi. Tao không lấy đâu. Mày về đi, tao đi làm. Nè nè Sơn, mày đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Thôi được rồi, tao sẽ đưa số tiền này cho chủ nợ của má mày trước. Chắc tụi nó khoái lắm đó. Khùng. Con chuẩn bị đi, cầm cái túi lẹ lên, nhanh đi. Thuốc ngủ này có tác dụng trong mấy tiếng đồng hồ thôi đó. Ba con về là chết đó. Đi lẹ lẹ rồi về nghe chưa? Mau mau mau. Cảm ơn mở nhiều nha. Biết rồi. Chị ra liền. Em kiếm Sơn hả? Dạ. Chị, có anh Sơn ở nhà không chị? Ờ, em vô nhà chơi. Dạ thôi chị. Anh Sơn không có ở nhà hả chị? Ờ, Sơn nó không có nhà, nó đi làm phụ hồ rồi. Mà em kiếm nó có chuyện gì không? Ảnh đi làm phụ hồ. Ừ. Ờ, chị biết ảnh làm ở đâu không? Tại vì em đang có chuyện gấp muốn gặp ảnh á. Chị chỉ chỗ cho em đi. Nó đi làm phụ hồ cho công trình ở khu xóm mới gần chợ á. Em muốn kiếm nó thì cứ tới đó. Dạ, chỗ đó em biết. Em cảm ơn chị. Em đi nha chị. Ừ. Nó đi tìm thằng Sơn làm gì gấp dữ vậy ta? Nhà con Thu này giàu có nhất nhì cù lao. Thằng Sơn khi không làm bạn với con gái nhà giàu làm chi? Sớm muộn gì cũng mang tiếng cho mà coi. Hãy cát vô Sơn ơi. Dạ. Dạ.
Cô kiếm tôi có chuyện gì không? Bộ có gì khó nói lắm hả? Anh cầm đi. Cái gì đây? Là 20 triệu. Em muốn giúp anh. Lần trước gặp nhưng mà em chưa đưa cho anh được. Lần này... Được rồi, tôi bận rồi. Đủ rồi cô Thu à. Cô đừng sỉ nhục tôi thêm nữa. Anh Sơn à, em không có ý như vậy đâu. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Anh nhận về giúp má của anh đi. Tôi không lấy đâu, cô nhận lại đi. Nhưng đây là tấm lòng của em mà. Anh đã 2 lần cứu em rồi. Với lại chúng ta cũng là bạn nữa. Vậy mà em chưa làm được gì cho anh hết. Anh cứ cầm số tiền này đi, coi như là tiền em đền ơn cứu mạng của anh. Nếu cô coi việc tôi cứu cô để lấy những đồng tiền ân nghĩa như thế này thì cô sai rồi. Và cô cũng đừng tìm tôi nữa. Cô cứ xem tôi là bạn. Tôi không muốn nhận sự thương hại. Tôi không muốn nhận sự bố thí của ai cả. Và đặc biệt là cô đó cô. Nhưng mà... Thôi, tôi đã từng ở tù. Cô đừng qua lại với người ở tù giống như tôi. Tôi đã từng ăn cắp. Tôi từng mang tiếng và chịu nhục nhã. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Cô đừng khơi lại nỗi đau trong lòng tôi nữa. Tôi đau rát lắm. Thật sự, tôi rất cần tiền. Nhưng có những thứ, tiền không phải là tất cả đâu. Thôi cô về đi. Tôi phải đi làm nữa. Nếu không người ta đuổi việc tôi. Tội tôi lắm cô Thu. Dạ cô Út. Con chào cô Út. Cô là má của anh Sơn hả? Ừ đúng rồi. Còn cô? Dạ con là bạn của anh Sơn. Con tên là Thu. Lần trước con có gặp cô Út một lần rồi. Nhưng mà con chưa có dịp chào hỏi. Bạn thằng Sơn? Dạ. Cô con nhà ai vậy? Dạ ba con tên Năm. Ở đây ai cũng gọi ba con là Năm Xe Ben hết. Hả? Trời ơi. Con Năm Xe Ben đi á hả? Dạ. Hả? Con đi đâu vậy? Dạ, con mới vừa đi gặp anh Sơn. Ảnh đang làm xây dựng ở bên khu xóm mới đó cô. Nó làm xây dựng hả? Ủa, nói như vậy là cô không biết hả? Biết chứ. Cô là má nói dĩ nhiên phải biết chứ. Nè, bữa nào rảnh á, ghé qua nhà cô chơi nha. Thằng Sơn á, nó ít bạn dữ lắm. Nó có được đứa bạn gái dễ thương xinh đẹp như con như vậy á, là phước ba đời của nó đó. Dạ, cô Út nói quá. Cô Út đừng có nói vậy, con ngại lắm. Vậy thôi à, con đi đâu đi đi. Cô đi có công chuyện chút ha. Cô Út ơi cô Út. Gì vậy con? Dạ. Dạ con mời cô Út uống nước. Có chuyện gì vậy con? Dạ con có chút chuyện muốn hỏi cô. Mà cái chuyện này thì nó hơi tế nhị một chút. Cô đừng có la con nha. Con nói đi. Dạ hôm trước con qua nhà mình, con nghe đâu nhà mình thiếu nợ người ta mấy chục triệu gì đó. Không biết là nhà mình đã xoay tiền để trả cho người ta chưa cô? Trời ơi, nói đến nợ nần của cái nhà này á thì làm sao mà kể hết được. Tối ngày lặn hụp mò cua bắt ốc, hái rau, giăng lưới bắt cá, làm công cho người ta ở trên huyện á, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng mà đâu có làm nên cơm cháo gì đâu.
đã vậy, nợ mẹ nó đẻ nợ con, khổ lắm con ơi. Tại vì nhà cô nghèo, cái tụi đòi nợ ngày nào nó cũng đến nó kiếm hết, không trả thì nó đập phá nhà cửa, nhiều khi đập chán nó đánh qua tới người, ngày nào cũng vậy hết thì làm sao mà sống được con. Cái số của cô đúng là số khổ. Không biết kiếp trước cô đã làm cái chuyện thất nhân thất đức gì để mà kiếp này cô phải gánh chịu cái số khổ cùng cực như vậy nè. Cô khổ quá con ơi. Riết rồi bây giờ đi ra ngoài đường á, cô đâu có dám nhìn mặt ai đâu. Cô sợ cái tụi côn đồ nó đánh thì không có chỗ nương thân nữa. Còn bà con chòm xóm, người ta nhìn cô bằng nửa con mắt à. Còn đằng Sơn, tối ngày nó cũng đi kiếm miếng ăn, nhưng mà đâu có đủ đâu vào đâu đâu. Tiền ăn còn không có, lấy đâu tiền trả nợ. Khổ lắm con ơi. Dạ cô ơi, đây là chút lòng thành của con. Cô nhận số tiền này trả bớt nợ cho người ta nha cô. Bao nhiêu vậy con? Nhưng mà thôi, cô không dám nhận đâu, con giữ lại đi. Thằng Sơn nó mà biết được nó la cô chết. Không sao đâu cô, cái số tiền này nó không có nhiều, cô cầm cho con vui nha. Trời ơi, sao mà trên đời này có người tốt quá vậy. Cô cảm ơn con nha. Cô nợ người ta đến 50 triệu lận. Cũng may là có thằng Vũ, bạn của thằng Sơn, nó trả giúp cho cô mấy triệu tiền lời rồi. Dạ, cô cứ cầm số tiền này trả bớt cho người ta đi. Còn thiếu bao nhiêu thì ngày mai, ngày mai con đem tiền qua đưa cho cô trả hết cho người ta luôn. Nhiêu vậy con? Dạ số tiền này là 20 triệu ạ. Hả? 20 triệu hả? Dạ. Con biết là số tiền này chưa bằng một nửa mà số tiền nhà cô nợ, nhưng mà con hy vọng là với số tiền này thì người ta sẽ không tới phá nhà mình nữa. Có gì ngày mai con đem tiền qua cho cô trả hết cho người ta luôn. Thiệt hả con? Dạ. Cái ơn của con biết đến chừng nào cô mới trả hết được. Con tốt quá. Cô đừng có nói như vậy. Cô cầm đi cô, bao nhiêu đây làm sao trả hết cái ơn cứu mạng của anh Sơn. Cứu mạng hả? Dạ. Bây giờ con dao. Thì ra là vậy. Thôi thôi, cô không lấy đâu, cô ngại lắm. Thằng Sơn nó mà biết được nó la cô chết, tính nó nóng lắm. Thôi cô không lấy đâu. Thôi thôi. Cô, không có sao đâu. Chị thì cô đừng có nói cho anh Sơn biết là được rồi. Còn đây là chút lòng thành của con mà, cô cứ cầm lấy đi. Cô nhận đi cô. Thôi thì cô cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Ê, mở khóa cửa lại nha. Dạ. Đừng buồn mở nha. Dạ. Ê, mày có làm ca đêm kiếm thêm không? Có chứ anh.
Với lại làm cả đêm kiếm thêm được 150 ngàn nữa. Má em đang bệnh cần nhiều tiền nên đêm nào em cũng phải tăng ca hết. Nghe mày nói vậy tao cũng ham, tao cũng đăng ký làm cho vui, với lại cũng đang cần tiền. Ừ thì anh đăng ký đi, ông chủ đang cần nhiều người bằng ca đêm. Ờ nè, cho em làm với. Ờ làm ca đêm đúng không? Giờ ban đêm vậy cũng không làm gì hết, làm thêm kiếm tiền. Chị nhỏ, nói ông chủ một tiếng là được chứ gì. Mà quan trọng là có sức khỏe để làm hay không, chứ mà làm không có nổi đăng ký thì không có được đâu nha. Em làm được mà. Kệ ổng vô kìa, ra nói với ổng đi. Dạ chào chú. Chú Kiệt. Ờ. Chú ơi chú, nghe nói là mình có làm ca đêm đúng không? Dạ chú cho con làm với. Ờ, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này chú tính hỏi mày, mày làm nổi không? Dạ nổi. Ráng làm để mà kiếm tiền nha con. Dạ. Ừ. Dạ cảm ơn chú Kiệt. Ừ. Ráng nha con. Dạ. Nghỉ đi, mai làm sớm. Ờ vậy hả? Dạ. Ờ nghỉ đi. Dạ. Mệt quá. Chị thôi mấy anh về đi. Dạ. Em còn một số việc chưa làm xong. Để em làm rồi em ngủ ở đây. Sẵn em canh công trình giùm cho. À, giờ em ở lại em canh công trình nha. Dạ. Rồi tụi anh về trước nha. Anh đi ha. Dạ. Ờ dạ. Về ngay xong. Chào chú Kiệt. Ờ. Đêm qua ngủ ở đây hả? Dạ. Tối qua làm khuya quá nên con ngủ ở đây, tiết kiệm thời gian. Nghe nói đêm qua mày làm dữ lắm phải không? Công nhận có sức khỏe làm tốt quá ha. Nhưng mà con làm gì thì làm cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Hai, ba, dạ không sao, miễn có công việc làm là tốt rồi chú. Nếu mà mệt á thì cứ nghỉ chút xíu. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ. Dạ. Dạ ông chủ ơi, có chuyện rồi. Từ từ nói, mày làm gì mà lập bập vậy? Mất mấy bao xi măng rồi ông chủ ơi. Cái gì? Mất xi măng hả? Dạ dạ. Mày coi kỹ lại coi. Hôm qua em đếm đủ 14 bao, hôm nay còn có 9 bao rồi ông chủ. Ngày hôm qua mày đếm kỹ không? Có ông chủ, hồi khuya em đã đếm kỹ lắm rồi, còn đủ 14 bao. Tại sao lại mất được chứ? Hồi xưa tới giờ á, tôi làm công trình không bao giờ mất một thứ gì hết, một cục gạch cũng không mất nữa. Tự nhiên bây giờ lại mất mấy bao xi măng là sao? Tối hôm qua chỉ có một mình mày ở lại ngủ thôi, tự nhiên bây giờ lại mất mấy bao xi măng là sao? Sơn về rồi, về rồi. Về rồi. Em về rồi hả? Mới ngày đầu á mà em làm chi cả đêm vậy? Thôi tắm rửa đi, có đói thì ăn cơm, chị nấu xong hết rồi đó. Làm phụ hồ á thì hay mau đói lắm. Em mệt hả? Vậy thôi em ngủ chút đi, chị có nấu cơm xong hết rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Vậy ha, giờ chị phải ra chợ, trễ rồi. Em bị đuổi việc rồi. Cái gì? Tại sao em bị đuổi việc? Hả? Tại sao? Em nói đi, tại sao người ta đuổi em? Ở chỗ em làm bị mất mấy bao xi măng, ai cũng nghĩ là em lấy. Thì mọi người phải điều tra cho kỹ, chứ tại sao đổ thừa cho em được? Em đã nói với chị rồi, nhưng không ai tin một thằng mới ra tù giống như em. Em đã cố giải thích. Chú Kiệt trừ tiền lương em và 5 bao xi măng đó hết rồi. Chị phải gặp chú Kiệt để hỏi. Thôi chị ạ, người ta đã không tin mình, mình có cố giải thích cũng vậy thôi. Chị không chấp nhận chuyện này, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
rồi hả? Ếch về, ếch về, ếch về. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh sao vậy? Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh sao vậy? Anh Tư. Anh ơi. Anh Tư à. Anh bị sao vậy? Anh Tư. Anh Tư ơi. Tỉnh lại sao vậy? Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư ơi. Anh bị sao vậy? Anh Tư. Anh Tư. Anh bị cái gì vậy? Anh Tư ơi. Anh Tư. Anh Tư à. Sao chỉ có 350 vậy? Thì mua vô khác, bán ra khác. Giờ bán không? Bán chứ sao không bán? Bán như chị đó. Mấy đứa ơi, ra khiến xi măng vô nè. Bốc mấy bao xi măng mà sao mày không biết? Kiểu này là chắc có người đồng loại mới lấy được. Chứ vậy gì? Đúng rồi. Phải rồi đó. Phải rồi. Đúng rồi. Chắc là có cho nên dù tôi có làm gì, mọi người cũng nghĩ tôi ăn cắp. Bây giờ tôi muốn làm một người tốt, mọi người cũng không tin tôi đúng không? Tin sao được mà tin? Hôm qua chỉ có một mình mày ngủ ở đây à? Tại sao hôm nay lại mất xi măng? Làm sao tôi tin mày được chứ? Tao sẽ không trả tiền công cho mày, trừ do mấy bao xi măng vừa bị mất. Tiền lương tôi không lấy, nhưng tôi khẳng định là tôi không ăn cắp mấy bao xi măng đó. Tại sao mấy bao xi măng này không gánh mà bày chứ? Mày ở đây một mình á thì mày phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, không ở đây đó, đúng rồi. Tôi nói là tôi không ăn cắp. Tôi không có lấy. Tôi khẳng định là tôi không lấy mấy bao xi măng đó. Thằng chồng mày á, nó đi biệt xứ, bây giờ nó thân tàn ma dại, lết cái xác về nhà mà mày còn xót nó cái gì nữa? Chắc là về đây ăn bám cái nhà này nữa chứ gì? Má ơi, ba bị sao vậy má? Sao ba cứ nằm ngoài vậy má? Cái thứ con rể như vậy á, tao có hay là không có gì cũng được. Tưởng đi thời gian về có được số tiền, ai ngờ không có con khỉ gì hết trơn á. Đã vậy còn vác nguyên cái tay ma nằm nhìn ình một đống vậy đó. Kiếp này là mày mắc nợ nó đó. Ở đó mà ngồi khóc. Im đi. Mày im đi. Mày nữa đó ba lành. Má nói mày bao nhiêu lần rồi, lấy chồng á thì lấy người có tiền có của đi. Lấy một cái thằng mà mồ côi mồ cút, nhà cửa cũng không, nghề ngỗng cũng không có, lấy nó về để nuôi nó hả? Lấy chồng như vậy lấy chi cho mệt vậy hả? Bà im cái miệng bà lại cho tôi nha. Nó còn sống mà nó nghe bà nói rồi nó tức nó chết cũng không chừng. Tôi có miệng tôi nói, mắc cái gì mà ông cấm tôi hoài vậy? Tôi vậy đó, tôi tính la cho bà con lối xóm này nghe hết đó. Ông làm gì tôi? Bây giờ á, nó mày tỉnh dậy ha, tôi cũng chửi nó luôn đó. Đồ cái thứ ăn hại, đi biền biệt rồi vác cái xác về, rồi không biết có làm cái chuyện ăn cắp ăn trộm gì không nữa. Rồi về nhà này nè, rồi báo hại cái nhà này bị liên lụy đi nè. Ông biết không? Ông biết cái gì đâu ông nói. Má, nếu như không nói được những lời cho chị ba bớt lo lắng và đau khổ thì má đừng có nói nữa. Má không thấy là chị ba đã rất vui khi chồng vừa mới về sao? Sao mà má không yêu thương con cái trong cái nhà này vậy má? Chị ba thức khuya dậy sớm lo cho cái nhà này chứ có ăn bám nhà mình đâu. Sao mà má cứ càm ràm xây dựng chuyện gia đình của chị vậy? Con thấy như vậy là quá đủ rồi má. Hãy nói tới á là nó làm mình làm mày à. Khóc lóc cái gì? Im đi, nhức đầu quá à. Bực quá. Má ơi, ba không chết rồi phải không má? Không có được không? Sao bà ngoại nói ba chết? Không, không.
Bà con không thể nào chết. Anh không thể nào chết đúng không anh? Bà chỉ mệt thôi à. Bà nằm chút xíu là bà tỉnh dậy. Bà không sao đâu. Nè, đừng giận dữ. Sự giận dữ sẽ là liều thuốc độc giết chết mình. Biết chưa? Chú làm giúp cho tôi chuyện này được không? Dạ, chuyện gì bà chú? Chú đi gom hộ cho tôi theo danh sách này nè. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy bà chủ? Chứ lại khác xã nữa. Mỗi nhà cách nhau cũng có chục cây số á. Ý của chú là sao? Bây giờ làm gì cho tôi mà còn đòi hỏi nữa phải không? Dạ không phải. Tôi tưởng là tôi chở bà chủ với cô hai đi... Mấy cái chuyện lặt vặt này á, không cần phải có tôi với cô hai đi theo đâu. Chú làm một mình được mà. Tôi sẽ gọi điện để xác nhận với mấy người đóng hụi. Tôi sẽ gọi điện báo cho họ biết trước khi chú đến đó. Ủa vậy bà chủ đi đâu? Ông chủ dặn con là phải chở bà chủ với cô hai đi đó. Nè, nghe lời tôi hay nghe lời ông chủ? Nếu mà tôi không hài lòng á, thì chú có sống vui vẻ không? Nếu vậy thì bà chủ với cô hai đi đâu? Để con còn biết, lát về con còn ghé đón nữa. Đây nè, tôi với con Thu á sẽ vào tiệm làm tóc thư giãn một chút. Chú cứ thông thả đi đi. Có tôi ở đây mà. Ai bắt cóc con Thu đâu mà chú lo. Dạ. Thôi đi đi. Đi đi. Má, con cảm ơn má nhiều lắm. Thằng đó có cái gì hay ho mà con nôn nóng giúp nó dữ vậy? Má cũng biết ảnh là ân nhân cứu mạng của con mà. Ảnh mà không cứu con á, giờ này con đâu đứng đây với má đâu. Con đó chỉ biết thương người giúp người, mà có nghĩ gì cho má không? Vì nó cứu mạng con cho nên má mới giúp con trả ơn cho nó. Vài chục triệu thì không thấm gì, nhưng mà con là con gái, phải biết giữ thân, giữ thể diện cho gia đình mình nữa, nghe chưa? Con biết rồi mà, con lớn rồi chứ bộ. Biết cái gì mà biết? Nhà của nó nghèo, nợ nần chồng chất. Con đừng có để cho nó lợi dụng. Với lại, thời buổi bây giờ khó đoán được lòng người lắm. Má ra ngoài chợ hỏi rồi, bà út má thằng Sơn đánh bài chuyên nghiệp lắm, dính líu với tụi cho dây nặng lãi. Con phải cẩn thận đó. Con biết rồi mà. Con giúp anh Sơn vì ảnh là một người hiếu thảo, rồi ảnh cứu mạng con nữa. Gia cảnh ảnh thế nào con không quan tâm. Giống như má vậy đó. Nè, má suốt ngày má đi quyên góp ở chùa nè, đi từ thiện nè, rồi giúp mấy trẻ em mồ côi nè. Vậy thì bây giờ á, con đi giúp lại anh Sơn, giống như là con đi làm từ thiện vậy đó, đúng không má? Thôi thôi thôi, đủ rồi, nó nhiều quá. Con đi nhanh đi, má đợi, được chưa? Dạ con biết rồi, con đi nha má. Anh Tử không còn gặp em và con được. Anh nói bậy gì vậy? Anh về nhà là tốt rồi, mà sao anh lại ra nông nổi này? Nhà mình vẫn vậy, không có gì thay đổi hả em? Có mày về là thay đổi liền chứ gì. Nó phải đi hỏi nợ để lo thuốc thang cho mày đó. Nhà nghèo mà còn gặp cái eo, gặp thêm cục nợ như mày nữa. Má à, mày nói gì kỳ vậy má? Anh đang bị bệnh mà. Bộ tao nói sai sao? Thôi, anh ăn cháo đi. Anh ba à, anh đừng để bụng những lời má nói nha. Anh ăn miếng cháo đi cho mau khỏi bệnh. Từ lúc anh đi,
cái nhà này cũng rối tung cả lên. Em cứ ngóng anh, không biết anh đi đâu. Rồi anh cũng không báo về cho má con em một tiếng nữa. Em tưởng nó anh chết đã mất xác rồi. Anh xin lỗi nha, do anh ham tiền quá bị người ta lừa. Anh bị lừa? Ai lừa anh? Anh thấy má con em cực khổ quá, bán có một gánh rau, còn ngày ba bữa, thiếu trước hụt sau, anh không thể nào chịu được. Anh cứ đi hỏi tìm việc làm khắp nơi. Tự dưng bữa đó anh gặp được mấy người ở Sài Gòn xuống. Mấy người đó có vẻ giàu có, làm ăn phát đạt lắm, nên anh mới tìm cách hỏi thăm. Thì người ta rủ anh đi làm cho họ, lương cao lắm. Anh cứ tưởng là sẽ kiếm được nhiều tiền như người ta, nên anh đã đồng ý đi liền mà không suy nghĩ gì hết, vì anh quá tin tưởng người ta. Ai mà ngờ. Chào anh. Anh là anh Tư Ếch phải không? Dạ đúng rồi. Dạ con anh là... Tôi là người gọi điện thoại cho anh đó. Ủa vậy hả? Vậy vậy anh là người nhận tôi để làm phải đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mà anh cho tôi hỏi, đi làm việc gì vậy anh? Công việc nhẹ nhàng lắm, phổ thông thôi. Công việc nhẹ nhàng lắm hả? Dạ lương cao không? Cả chục triệu một tháng á. Dạ vậy hả? 10 triệu một tháng. Ủa làm đâu vậy anh? Ở Sài Gòn. Làm ở Sài Gòn luôn hả? Ừ đúng rồi. Tôi tưởng làm ở huyện này hoặc là Cù Lao là cùng. Bây giờ nếu đi Sài Gòn có bộ khó, tại vì tôi còn có vợ có con mà con nhỏ xíu xíu hả? Suy nghĩ cho kỹ đi, lương cao lắm á. Nói chung là nghe tiền thì ham quá, nhưng mà chắc không đi được quá. Không thể bỏ vợ con ở nhà tại vì con còn quá nhỏ. Vậy thôi, coi như không có duyên. Tôi xin lỗi anh nha. Thôi tôi về đây. Mày không đi thì cũng phải đi thôi. Nó lừa bán anh qua Trung Quốc đi làm cho một nhà máy. Ở trong đó nó kinh mít, không có biết đường đâu mà trốn về. Trời ơi, sao mà tụi nó ác ôn quá vậy? Qua bên đó, ban ngày nó bắt đi đến một cái nhà máy, trong cái thùng xe bít bụng, nó còn bịt mắt mình lại, nó không cho mình biết đường đi gì hết. Rồi ban đêm thì nó cho mình ở trong một căn phòng có 4 mét vuông đủ để ngồi, chứ không có làm gì được hết. Nó còn thảm hơn là ở tù nữa. Thức ăn thì khó ăn lắm, suốt ngày nó bắt làm việc, nước uống còn không có. Không làm thì bị nó đánh đập tàn nhẫn. Anh bị chết đi sống lại mấy lần. Lúc đó anh không biết phải làm sao. Có khi anh nghĩ quẩn, anh muốn chết đi cho rồi. Nhưng nhớ tới em, nhớ con, anh không có đành lòng. Anh nghĩ phải trốn khỏi đó bằng mọi giá. Anh nhớ em, nhớ con kinh khủng. Mà trốn thì không có dễ. Tụi nó canh chừng rất là cẩn thận. Tụi nó còn không cho mình biết đường đi ra đi vô chỗ của tụi nó. Anh khó khăn lắm anh mới trốn được, mà phải trốn nhiều lần mới thoát được. Những lần anh trốn không được, bị tụi nó bắt về, nó không cho ăn uống, nó đánh đập trên lên trên xuống mấy lần. Bây giờ trong người của anh bị nỗi thương nặng lắm. Em thấy rồi. Hèn chi lúc em thay đồ cho anh, em thấy anh bị nhiều vết thương, nhưng em không biết tại sao. Khi anh về được tới đây, anh thấy má không có vui. Anh sợ mình làm phiền má quá. Anh nghĩ chắc vợ chồng mình phải dọn đi nơi khác sống quá. Anh ba à,
Anh cứ ở lại đây, đây là gia đình của anh, không ai đuổi anh đi được hết. Chị Ba, chị Ba cho anh Ba ăn cháo đi, rượu thuốc. Em đi văn câu đi. Anh Ba, em đi nha. Anh cảm ơn cậu. Thôi anh cố gắng ngồi dậy ăn cháo nghe. Sao mày bị đuổi? Mày gây chuyện với thằng nào hả? Tụi nó đuổi thừa tao ăn cắp, có mấy bao xi măng mà đổ hết lên đầu của tao. Trời ơi, nghĩ thì nghĩ, có gì đâu sợ. Mà tao thấy mày không có hợp với công việc đó đâu. Tao thấy mày chỉ hợp với công việc sửa khóa nè, mở khóa nè, bẻ khóa nè. Nói chung là các công việc chìa khóa, mày là thợ khóa mà. Mày không thích thôi, tao im, không nói nữa. Đã vậy anh Tư Ếch, chồng của chị Ba đã về, nhưng mà lại bệnh, nằm liệt giường, không làm được gì hết. Không sao vậy? Nghe nói anh bị bán sang Trung Quốc, làm trong một nhà máy sản xuất gỗ gì đó, trốn về được là mai rồi, nhưng mà thân tàn ma dại. Đó, mày thấy chưa? Bây giờ cái nhà mày đã khổ lại càng thêm khổ. Tiền nợ nần của má mày, rồi tiền chị Ba mày lo cho mấy đứa nhỏ nữa, rồi bây giờ thêm anh Ba mày bệnh lên bệnh xuống. Nợ không trả, tao nói mày nghe, trước sau gì cũng ăn cơm tù nha mày. Mày bây giờ không có việc làm, đi làm thì bị người ta nói là ăn trộm. Mày không muốn ăn trộm cũng thành ăn trộm rồi. Mày á, không chịu nghe lời tao, qua thị trấn làm ăn, bây giờ ngon cơm lắm. Dạo này tụi nhà giàu, khoái khỏe của lắm. Nếu như mày đến đây mà còn lải nhải mấy chuyện tào lao của mày thì mày biến đi. Tao nói cho mày nghe, tao là bạn mày nên mới nói chuyện lại với mày. Tao nhịn mày vừa phải thôi nha, đừng có thấy tao nhịn được làm tới. Có hại thì mày biến đi, tao không cần mày nhịn. Được, mày được lắm, mày ngon lắm. Sớm muộn gì á mày cũng chết vì cái tính sĩ diện của mày thôi. Tao đắt thì quan tâm tới mày nữa. Tao biết là mày đang kẹt. Nè, cầm lấy đi. Lấy hay không là kể mày. Tao nói cho mày nghe, cái số tiền này mày cho ăn xin cũng được, cho ăn mày cũng được, mà quán xuống sông cũng được. Coi như là tao đã đưa mày rồi. Tao hết tình hết nghĩa với bạn bè rồi. Vô nhà con. Trời ơi, cô tưởng con không tới chứ. Vô đây con. Dạ, con hứa rồi mà. Ủa, chị Ba Lành với anh Sơn đâu cô Út? Thằng Sơn nó đi đâu á, chưa có về. Còn Ba Lành á, nó làm gì ngoài sao á? Nu nè, cái chuyện mà hôm bữa con nói với cô á, nhớ không? Bữa nay có hả? Dạ, cô nói với con là nhà mình thiếu người ta 50 triệu. Hôm qua con đưa 20 triệu rồi, hôm nay con đưa thêm 30 triệu nữa. Vậy là nhà mình có đủ tiền trả cho người ta rồi. Cô Út cầm số tiền này trả cho họ, để họ không làm phiền nhà mình nữa nha. Ừ, cảm ơn con nghe. Trời ơi, làm cô lo quá. Nè, Sơn. Anh Sơn. Cô cầm lấy tiền, về ngay cho tôi. Sơn, mày làm gì kỳ vậy? Cái này là con tôi nó tốt bụng nó cho má, chứ đâu phải cho mày đâu mà mày tài lanh quá vậy. Con nghe người ta nói là hôm qua má lấy 20 triệu của người ta đúng không? Lấy gì? Cái thằng đang nói chuyện hôm nay tự nhiên cái sọt qua chuyện qua là sao? Con hỏi lần nữa, má có nhận của người ta 20 triệu hay không? Thì tao lấy đó. Rồi sao? Có sao không? Nè, mày nhớ mày là con tao nha, chứ không phải ông nội tao nha. Bộ tao nhận tiền của ai cũng phải được mày cho phép hả? Thằng mất dạy. Thôi,
Lỗi là tại tôi. Mà sao lúc nào anh cũng quan trọng quá vấn đề lên vậy? Chuyện này á, đâu có gì đâu mà phải căng thẳng. Số tiền đó má cất ở đâu rồi? Tao cất đâu hỏi làm gì? Trời ơi má, số tiền đó má cất ở đâu rồi? Má trả lại giùm con đi. Trả trả gì? Tiền mà mày làm như giấy vậy? Trả trả. Trời ơi. Chứ không phải là má nướng hết vô sòng bạc rồi sao? Má, sao má lấy tiền của Thu? Sao má làm như vậy? Ủa, chị Ba Lành, không cho lấy thì thôi, tao không lấy nữa. Làm gì sừng cô thấy ghê vậy? Cô, cô là cái má, má làm như vậy mất mặt thằng Sơn má biết hay không? Tao thấy không có gì mất mặt hết á. Trời ơi, má ơi là má. Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi đâu? Đi theo tôi. Má làm cái gì vậy hả? Anh buông ra đi. Anh làm cái gì vậy? Tôi xin cô, từ nay đừng có đến gia đình của tôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. 20 triệu đó coi như tôi thiếu cô, khi nào có tiền tôi sẽ trả lại. Tôi không cần anh trả đâu. Đối với gia đình em và đối với em trong sự việc lần này, số tiền đó không quá lớn, nhưng vì anh là bạn của em, em muốn giúp đỡ anh. Nhưng 5 lần 7 lượt anh cứ từ chối em. Anh có biết anh làm như vậy á là em đau lòng lắm không? Cô đau lòng hả? Thì mặc kệ cô, tôi không quan tâm. Tại sao vậy? Tại sao cô xuất hiện làm cho tôi cảm thấy tội lỗi, cảm thấy nhục nhã tôi tại đến như vậy vậy hả? Tôi xin cô hãy cho tôi một chút lòng tự trọng, một chút sĩ diện, một chút tự tin để sau này phải đối diện với cô. Sao cô ác quá vậy hả? Tại sao cô lại làm cho tôi phải khó xử? Má tôi đó cô thấy rồi, gia đình của tôi cô cũng đã thấy rồi đó. 50 triệu, 50 triệu đối với gia đình cô chỉ là hạt cát hạt bụi. Mà tại sao? Chẳng lẽ người giàu lại có quyền ban phát, có quyền ra lệnh cho người khác hay sao hả? Ý của em đâu có phải như vậy đâu. Anh quá lời rồi đó anh Sơn à. Má, con về rồi nè. Con ra xe đợi má hả? Ba. Bà cấm con. Từ đây con không được tiếp tục giao du với cái thằng tù tội thất học, gia cảnh bần hàn đó nghe chưa? Nếu không đừng trách ba vô tình. Ba, sao hỏi một chút á, là ba nói anh Sơn tù tội thất học như vậy? Anh Sơn á, tuy là người thất học nhưng mà anh còn tốt hơn những người có ăn có học đàng hoàng. Người ta thất học nhưng mà người ta sĩ diện, người ta có lòng tự trọng và sự tự tôn của con người, chứ không phải là dạng người nịnh nọt tào lao đâu. Ba không có quan tâm tới cái lòng tự trọng tự triết gì của nó hết. Nói tóm lại là ba cấm tiệt con không được giao du với thằng đó nữa. Ba sẽ lột da thằng đó nếu ba biết nó còn giao du với con. Con có quyền tự do cá nhân của con, ba không có quyền gì cấm con chơi với ai hay không chơi với ai hết. Với lại ba không có quyền gì bạo lực với người ta, như vậy là phạm pháp đó ba. Tao có quyền, không có pháp luật là cấm được tao. Tao là cha của mày, tao sẽ lấy quyền làm cha của mày để tao trị nó được không ba? Nhưng ông à, bình tĩnh đi ông. Còn con nữa, không cả tao đâu với ba nữa. Đi lên phòng đi. Tất cả cũng tại bà hết. Nó mà trả treo với tôi bây giờ là cũng tại bà. Nuôi cho nó khôn lớn, rồi cho nó ăn học cho tới đại học này nọ, rồi quay qua nó hỗn sự với tôi. Nó hăm dọa tôi, bà thấy rõ chưa? Bây giờ tôi không có nói nhiều nữa. Ngày mai thu xếp đồ đạc về Sài Gòn ngay tức khắc cho tao. Ba, con không có đi đâu hết. Năm nay con đã 20 mấy tuổi đầu rồi, con có quyền tự do của con, có quy định trong pháp luật hẳn hoi chứ bộ. Cho dù á, ba có là ba của con đi chăng nữa
thì ba cũng không có quyền quản thúc con như vậy. Bậy. Thôi, tôi xin ông, tôi xin ông mà. Ông đừng nóng giận. Còn con nữa, không cãi với ba nữa. Để tôi, đừng nói lên. Đi. Nhưng mà ba con. Thôi đi. Đi. Đi lẹ. Đúng là cứ để yên là không xong hả? Tao sẽ có cách để cho tụi bay xa nhau. Lửa gần rơm thì lâu ngày phải bén thôi. Dạ. Chú gọi tôi. Có chuyện gì không mà thấy chú căng thẳng vậy? Mày có biết thằng Sơn ở xóm Rạch Tràm ở bên kia sông không? Nó mới vừa ra tù. Có thằng bạn tên là Vũ. Thằng Sơn khu Rạch Tràm. À, thằng mới trong tù ra. Mà chú hỏi nó chi vậy? Tao hỏi thì mày nói đi. Theo như đám đàn em nói thì nó rất ngoan ở trong tù. Nó là một thằng giỏi võ, vừa nhanh vừa mạnh. Đặc biệt nó rất lì. Ngày xưa nó làm thợ khóa ở trên huyện, ai quên chìa khóa nhà, chìa khóa két sắt đều nhờ nó mở. Nó làm khóa rất giỏi nên nó có biệt danh là Sơn Khóa. Bộ nó đắc tội với chú hả? Chú nói đi. Nếu đắc tội với chú, tôi sẽ kêu đám đàn em trừng trị nó liền. Má nó còn thiếu tiền tôi. Chú muốn nó sủa, tôi sẽ kêu nó sủa như chó cho chú. Không cần xử. Mày đưa nó tới đây gặp tao. Nhưng mà tại sao? Tao là Tí Thẹo. Má của mày thiếu tao mấy chục triệu. Tao tính hôm nào tao rảnh qua nhà mày xem mày có bản lĩnh gì. Thì ra anh là Tí Thẹo à? Anh muốn gì? Mày theo tao. Yên tâm đi. Nếu tao muốn giết mày, mày không còn cơ hội đứng đây nữa đâu. Cậu đã từng cứu mạng con gái tôi mà cứu tới hai lần. Ơn này tôi chưa kịp trả. Và bây giờ tôi biết nhà cậu nợ tiền rất nhiều. Tôi cũng biết cậu quen với con gái của tôi. Nó nhiều lần đã nói với tôi là nó muốn giúp đỡ cậu. Tôi thì thương con nên tôi không thể từ chối nó. Tôi đã hứa với nó là sẽ giúp cho cậu một công việc. Nếu như quầy thu mà có công việc này, thực sự con rất là ngại. Vì con cũng đã từng từ chối quầy thu một lần. Chú Năm đã mở lời rồi, đừng nên từ chối. Chú Năm không dễ gì chiếu cố cho ai đâu. Nếu như vậy thì con chỉ cần chú trả lương cho con giống như anh em nhân công khác thôi. Yên tâm đi, ai làm nhiều sẽ được hưởng nhiều. Không thể nào mà trả tiền công cho một thằng làm biếng bằng với người làm siêng năng được. Chú sẽ trả cho con bằng cái số hàng mà con đã bốc được. Tất nhiên công việc tốt thì con sẽ không từ chối rồi. Con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu có thể, con có thể xin cho thằng bạn con làm chung được không? Cái thằng đó cũng có công cứu quầy thu đó chú. À, vậy thì cũng được. Hình như là thằng đó tên Vũ đúng không? Dạ. À, thằng đó cũng lành lắm đó. Cứ gọi bạn của con tới đây làm. Đối với chú thì chuyện đó không có thành vấn đề. Miễn là chăm chỉ làm việc là được. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi được rồi, uống nước đi. Công việc như vậy á, coi như đã xong rồi. Con có thể về. Sẽ có người liên lạc nhưng mà báo cho con biết địa điểm để làm việc. Dạ, thôi con xin phép về trước.
chú Năm. Sao chú cho nó việc làm vậy? Thank you.